tiếp theo của mình ha. Clip này thì mình chỉ tẩy và nhộm xanh đen cho anh em xem thôi. Tẩy thì mình dùng hấu cẩy này ha. Mình dùng thuốc thì tầm vừa với mấy tóc, tại tóc này ít nên mình xài ít thuốc tẩy một tí, và mình dùng oxy 12. Anh em bỏ vô làm sao cho nó canh đều 50-50 ha, 50 thuốc tẩy và 50 oxy. Và anh em dùng lược cho nhộm, anh em khuấy lên thiệt là đều, anh em canh làm sao cho nó đều quá, anh em làm sao cho thuốc tẩy nó có độ sạch sạch ha, đừng có để cho nó khô quá và đừng có để cho nó thiệt là ướt quá nha, cho nó tầm vừa là ok. Thuốc tẩy này thì mình mới mua trên mạng, mình về mình xài thử thôi, nhưng mà mình xài mình cảm thấy nó rất là ok, và cái độ của thuốc tẩy nó rất là mịn, nó không có bị quấn cục, không có bị sạt sạt sạt. Thuốc tẩy này mình mua trên Facebook thì tầm của nó 100 mấy à, chứ không có cao quá. Tẩy thì nó cũng không có gác da đầu khách nhiều quá. Tóc này thì ít nên mình dùng một lượng tẩy ít thôi. Tóc này thì tóc đen nguyên thủy luôn, chưa có tẩy lần nào, nên mình chỉ tẩy nhậm xanh đen và mình tẩy một nước thôi, chứ không có tẩy nhiều nước, không có tẩy cho nó trắng quá, chỉ tẩy lên level tầm cỡ 9-10 là ok. Chỉ tẩy một nước thôi, mình dùng oxy 12 luôn ha, tại vì tóc này tóc nguyên thủy và tóc đen nên mình dùng oxy 12 luôn. Anh em tẩy làm sao thì cách chân tầm cỡ 1 cm ha, đừng có để sát chân quá. Anh em cách chân thì mình đi thuốc vô tầm cỡ 15-20 phút là tự động thuốc nó chảy xuống chân à, nó sẽ đều luôn, chứ anh em mà vô chân nhiều quá thì thuốc nó với oxy nó vô chân thì nó sẽ bị làm da đầu gác nhiều. Nên mình đi thì mình đi chỉ là cái ngọn và cách chân 1 cm hoặc 2 cm tùy theo tóc thôi. Tóc này thì mình tẩy lên level mình 9 hoặc 10, rồi mình pha xanh đen mình nhộm lên thôi. Anh em đi làm sao cho nó đều ha, đi dùng lược nhộm mình chảy ra, anh em dùng lược anh em chảy ra và anh em chặt thuốc vô làm sao cho nó dày thuốc ha, đừng có để mỏng quá. Anh em cảm thấy nó dày thuốc là được, chứ mỏng quá thì nó lên tông chảy, nó lên sẽ không có được đều cho mấy. Nên mình đi cái tép nào thì cho nó thuốc nó đậm tép đó luôn ha, để nó ăn thuốc và nó sẽ lên màu nhanh và nó không có bị nhọt cái phần tẩy. Mất công anh em tẩy lên lần thứ hai, anh em đi từ lớp ha, anh em bắt lớp nhỏ thôi chứ đừng có bắt lớp dày quá thì đi nó sẽ không được đều. Đi xong mình chảy qua và mình giật thuốc vô. Mình đi thì mình cách chân 1 cm làm cho khách nó không có cái độ ghét nhiều, nên phải cách chân. Còn anh em mà không cách chân thì nó sẽ ghét, cực kỳ ghét luôn, ghét mà chịu không nổi luôn, tẩy hai nước ghét là xỉu luôn, ghét mà bị nổi một nước luôn. Xong rồi mình dùng thuốc mà nhộm vô thì nó ghét nhiều nữa, nên cách chân thì nó sẽ không ghét. Đi đều xong hết anh em kiểm tra lại, anh em đi lại một lần nữa cho nó thiệt là đều, anh em chảy thuốc ra, tại vì mình mới đi mà tẩy thì nó chưa có lên sáng đâu, mà để tầm cả 15 phút nó mới lên sáng được, mới đánh cái màu vàng lên được, nên phải kiểm tra đi chỗ nào còn sót lại thì mình chảy cho nó đều ra, mình vô thuốc thêm. Nói chung tẩy thì mình chịu khó mình đi 2-3 lần để cho nó đều. Đi tép này xong rồi anh em đi tép kia, chủ yếu là tầm cỡ nửa tiếng là nó lên sáng rồi. Và anh em phải kiểm tra cho nó cái độ sáng cho nó vừa ha, chứ anh em đừng có để lâu quá. Mình nhộm mà mình để thiệt lâu á, mình tẩy mình để thiệt lâu á thì
thì nó sẽ bị nhũn cọng tóc và nó sẽ bị hư cái phần ngọn luôn. Nên anh em phải kiểm tra, anh em canh làm sao cho nó đều tới trong máy. Mình uống trong máy thì mình cứ canh thời gian thôi, và mình kiểm tra bằng mắt thường của mình với cái tóc thôi. Như tóc này á, thì mình tẩy lên tầm cỡ 15 phút rồi. Bây giờ nó có một cái độ mà vàng này. Bây giờ mình kiểm tra lại, kiểm tra nó lên vàng này. Bây giờ mình kiểm tra, mình đi từ lớp từ lớp. Mình sẽ kiểm tra. Tí xíu thì thuốc nó sẽ chảy về chân luôn. Rồi mình để thời gian 15 phút ha. Ok anh em, cái thời gian mà mình đã để thì mình coi cái mắt thường nó thì nó tầm nửa tiếng hoặc 20 phút nó đã lên level 90, và cái phần chân thì nó cũng đã sáng luôn rồi, nó không có bị đen nhiều ha. Rồi bây giờ mình chỉ pha thuốc tẩy, mình tẩy pha thuốc nha, nhọn mình nhọn thôi, lon số anh em. Bây giờ mình đi xả. Ok anh em ha, bây giờ mình chỉ pha thuốc và mình nhọn thôi. 088 là sun blue, sun blue thì mình dùng 70% sun blue ha. Còn đen 20 thì mình dùng 20% ha, là nó 90%. 20. Xong anh em dùng 019 hoặc 011 cũng được, tùy theo mình có hay không ha. 011, 019 thì nó cũng ra một khối thôi. Thì 011 thì nếu như hết thì anh em dùng 019 ha. 019 thì anh em cho tầm cỡ 50%. 5% nha. Anh em cho 5% hoặc 7% gì cũng được. 7% luôn đi. Còn 022 thì anh em cho tầm cỡ 2-3 giọt thôi, đừng có cho nhiều quá. Cái công thức thì 088 mình cho 70%, 020 mình cho 20% là 90%, 019 anh em cho 7%, còn 022 thì anh em cho 3% thôi, là tổng cộng là một tổng cộng là 100%. Rồi xong mình như giả sử như mình dùng oxy, oxy thì anh em dùng oxy 6 thôi, tại vì cái tông màu thì mình tẩy lên level 9 rồi, thì mình dùng oxy 6 mình cho vô. Rồi xong anh em phấy thiệt là đều lên, anh em sấy cho thiệt là đều ha, sấy thiệt cho thiệt là đều để cho nó đánh những cái tông màu ra, đánh màu ra hết cho nó thiệt là đều, đen rồi mình trộn nó cho nó thiệt là đều. Rồi xong mình cứ nhậm lên đầu khách thôi, nó ăn màu thì nó mau lắm, anh em phấy thiệt là đều. Anh em sấy thấy thiệt là đều á thì mình nhọn lên nó sẽ đều hết, còn anh em thấy không đều á thì nhọn lên nó cái màu nó sẽ không được đẹp. Ok mình đã thấy đều rồi, cái tông này á thì mình đã nhọn lên tông 9 hoặc 10 à, rồi xong rồi bây giờ mình chạm khăn mình nhọn thôi. Nhậm thì mình cứ nhậm lè tay và cho nó thiệt là nhanh để cho nó lên màu cho nó đều rồi. Xong rồi mình dùng bao tay, nên nhớ mua bao tay để mình nhậm ha. Khách này thì trước giờ chưa nhậm nên mình nhậm cho khách. Mình có hỏi khách ơi, nãy tẩy với gác không, khách nói thuốc này tẩy nó gác anh ơi, và nhọn thì nó cũng không có gác nhiều.
nhậm thì mình cứ bắt lớp mình nhậm thôi, mà mình dùng lực mình chảy thôi, chảy cho nó đều hết, cho nó đều là ok. Anh em dùng thuốc anh em nhậm phần chân trước ha, phần ở dưới trước, tại vì phần những cái phần ở dưới mình nhậm nó càng nhanh thì trước thì cái phần trên nó sẽ ra màu đều, còn anh em mà nhậm phần giữa thì nó sẽ không ra đều bằng những cái phần hai bên ha. Anh em cứ chảy cho nó đều ra thôi. Lúc tẩy thì nó hơi khó, còn cái lúc nhậm thì nó rất là dễ, nó mau, mình cứ chảy cho nó đều ra là ok. Chảy thiệt đều ra. Thì xong rồi mình đi xả, thì mà sạch mình hấp dầu. Xong rồi như là nó đã hoàn thiện một cái mái tóc màu xanh xanh đen thôi. Xanh đen thì nó cũng đang thịnh. Cho những sinh viên đồ muốn mà con nó ăn Tết mà nó xanh xanh đó, anh em nhậm xanh đen rất là đẹp. Chỉ tẩy một nước thôi. Mình làm clip này thì chủ yếu muốn chia sẻ cho anh em mới vô nghề về cách nhậm xanh đen thôi. Còn những anh em mà vả quân nghề lâu rồi, hoặc đã biết công thức, hoặc đã nhậm cho những khách đó, thì mình không dám chia sẻ cho anh em đó ha. Mình chỉ muốn chia sẻ cho anh em mới vô nghề về cái cách nhậm xanh đen đơn giản nhất, và tẩy một nước thôi, chứ không có tẩy nhiều quá. Tẩy nhiều quá thì khách nó rất là ghét. Mình chỉ dùng mình ra như giả sử như những người mà ở nhà người ta không có ra tiệm được thì người ta vẫn nhậm được bình thường. Mình đi ra ngoài vụ để tóc đó, mình mua thuốc hút tẩy oxy rồi mình pha, rồi mình nhờ ai thoa lên tóc mình để cho nó đều. Xong rồi mình mua thuốc một tép 0.8, một tép 20, một tép 0.11, một tép 0.22 và oxy 6, oxy 9 là mình sẽ nhậm được. 0.88 thì mình dùng 70%, 20 mình dùng 20%, 0.11 thì mình dùng 7% và 0.22 thì mình dùng 3% và oxy 6 là nó sẽ ok, nó sẽ lên một cái màu như bên em mong muốn ha. Xong mình chảy cho nó đều, mình để cái thời gian mình canh cái độ mà của phần nhậm nó lên đều màu là mình đi xả thôi. Mình lấy một tép mình coi thử nó đều không, nếu đều đó là nó ok. Xong rồi anh em đi xả. Anh em nào mà có xem clip này thì cho mình xin một like, một đăng ký để mình có một cái niềm vui và cái động lực để làm những clip tiếp theo cho anh em xem ha. Còn anh em nào có thắc mắc gì thì cứ bình luận bên dưới, mình sẽ luôn luôn lắng nghe và góp ý cho anh em ha. Còn anh em nào mà muốn mình làm clip nào thì anh em cứ bình luận bên dưới ha. Cái kênh của mình thì mới lập tầm cỡ một năm nay thôi, thì lượt xem thì nó cũng rất là ít. Rất mong anh em có xem thì ủng hộ, thì mình rất là cảm ơn anh em luôn. Mình đã xả xong hết rồi, bây giờ mình chỉ sấy và mình cho anh em xem một cái tác phẩm của mình đã nhận ra. Nếu như mà có xấu thì anh em cứ thông cảm bỏ qua cho mình ha. Còn nếu như mà cảm thấy ok, anh em cứ làm công thức giống mình, thì anh em cứ làm thử đi. Nếu được thì mình luôn luôn chia sẻ cho anh em những cái mẫu tóc hoặc những cái màu nhộm
cho anh em xem ha. Còn anh em cứ tham khảo ha. Đây là những cái phần mà mình đã nhộm xong hết, tóc này nó đông cũng đã khô hết rồi. Đây ra xanh đen, nó có một cái ánh blue á anh em. Anh em ra ngoài sáng thì nó rất là xanh luôn, còn vô tối thì nó hơi nhả đen ra, tại vì nó gọi là xanh đen mà, xanh của ánh dương á ta gọi là xanh blue á, với màu đen á thì là nó đen đen xanh xanh. Ok, chào tất cả anh em á. Anh em có xem clip này thì cho mình xin một like nha. Chào tất cả anh em, hẹn anh em những clip tiếp theo. Chúc anh em có một ngày làm việc vui vẻ. Chúc những anh em bơ luôn luôn thành công. Chúc những anh em mà mới vô nghề luôn luôn thành công ha. Chào tất cả anh em ha.